Các hãng tin AP, AFP và Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hôm qua ngày 22 tháng 5, Triều Tiên tiến hành bắn đạn thật vào vùng tranh chấp phía nam biển Hoàng Hải, gần nơi tàu chiến của Hàn Quốc tuần tra. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ việc diễn ra vào lúc 6 rưỡi chiều giờ địa phương. Phía Triều Tiên đã bắn đạn thật vào đạn pháo vào khu vực biển đang tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên, gần nơi tàu tuần tra của Hàn Quốc đang hoạt động. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định tàu chiến của nước này không trúng đạn pháo và cũng không bị hư hại gì. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, tàu chiến nước này đã bắn trả vào vùng biển gần tàu chiến của Triều Tiên. Trong khi đó, kênh truyền hình ITN của Hàn Quốc cũng cho rằng tàu chiến của nước này đã bắn hai loạt đạn đáp trả. Hàn Quốc và Triều Tiên thường xuyên có những cuộc chạm trán tương tự trên khu vực tranh chấp ở biển Hoàng Hải. Tháng trước, Triều Tiên đã bắn hơn 500 quả đạn pháo trong một cuộc tập trận, trong đó có khoảng 100 quả đạn pháo vượt qua đường giới hạn và vùng kiểm soát của Hàn Quốc. Bộ quân đội nước này bắn trả khoảng 300 quả đạn.